thánh lễ ban bí tích thêm sức tại giáo sứ Lỗ Xá. Vào lúc 9 giờ 30 sáng Chủ nhật thứ ba phục sinh ngày 18 tháng 4 năm 2021, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã về chủ sự thánh lễ ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi và những người lớn chưa lãnh nhận bí tích thêm sức. Đợt lãnh nhận bí tích lần này có 91 em thiếu nhi, bao gồm 46 em nam và 45 em nữ và một số người lớn. Sau 6 năm học hỏi giáo lý, học hỏi về Chúa Thánh Thần, các em thiếu nhi đã được cha xứ hướng dẫn tĩnh tâm và xưng tội để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng lãnh nhận bí tích. Niềm vui được thể hiện rõ nét trên khuôn mặt dạng dỡ, vui tươi của các cụ già, các em nhỏ và hết mọi người trong giáo xứ, đặc biệt là các em chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức vì đây là lần đầu tiên Đức Tổng giám mục Du Xe về thăm và ban bí tích thêm sức cho các em. Đồng tế với Đức Tổng giám mục Du Xe còn có quý cha trong miền Ý Yên và sự tham dự đông đảo của Cộng đoàn Dân Chúa từ các họ lẻ trong giáo xứ. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Du căn dặn các em và mọi người hãy vững tin vào Đức Kitô Phục sinh đang hiện diện giữa Cộng đoàn và giữa mọi người không phải như một nhân vật lịch sử bình thường hay một anh hùng dân tộc mà là một vị Thiên Chúa toàn năng, là đấng đã nhập thể xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết và sống lại vì chúng ta đấng ấy vẫn luôn là một trước trong sau cuộc khổ nạn và đã phục sinh ngài là một hôm qua hôm nay và mãi mãi các em được lãnh nhận đầy tràn bài ơn chúa thánh thần khi được đặt tay và sức giàu trên chán nên các em phải sống ý thức mình là thanh thiếu niên công giáo không được bắt trước những trào lưu lối sống buông thả phóng túng của giới trẻ hiện tại Kết thúc tháng lễ, một em thiếu nhi đại diện cho các em được lãnh nhận bí tích thêm sức hôm nay nói lên tâm tình tri ân cảm tạ Đức Tổng Giám Mục Du Xe, quý cha, quý ông bà, cha mẹ, cha mẹ đỡ đầu cùng tất cả mọi người đã âm thầm hay công khai cộng tác giúp tổ chức tháng lễ được trang nghiêm xuất sáng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần Thánh Hóa hoạt động nơi các em và xin cho các em biết mở rộng tâm hồn, cộng tác với ơn chúa để trở thành những chứng nhân của tin mừng trong thế giới hôm nay bằng việc chu toàn công việc bổn phận trong gia đình và trong môi trường học tập của mình